Hello, my name is Tony Xin chào, tôi là Tony Elenkov. Tôi là mục sư của hội thánh ở thủ đô Bulgaria, Sofia, Bulgaria. Sofia. The name of the church is hội thánh của tôi là Tương lai và Hy vọng. Tôi cũng là chủ tịch giáo hội lớn nhất ở Bulgaria, là giáo hội khối liên minh quốc gia các hội thánh của Chúa. Và tôi cũng đang làm việc với tư cách giám đốc Viện Nghiên cứu Thần học Tin lành Bulgaria. Có thể chúc mừng cho hội thánh, cho hội thảo kinh thánh là niềm vinh dự và đặc quyền lớn nhất dành cho tôi. Đây là dịp để chúng ta, già trẻ gái trai, những người dẫn dắt hội thánh và các tín đồ tham dự hội thảo, và là cơ hội tuyệt vời để có thể nghe được bài giảng mà mục sư Paul Su đã chuẩn bị để làm cuộc sống của chúng ta được cảm động và dâng dật. Tin lành mà mục sư Paul Su chia sẻ là tin lành thật, có thể thay đổi cuộc sống của con người trên toàn thế giới, thay đổi các hội thánh, giáo hội và các quốc gia. Tôi nhớ mấy năm trước khi tôi sang Hàn Quốc tham dự workshop lãnh đạo các tôn giáo thế giới, cuộc sống của tôi đã được thay đổi đời đời khi nghe những kinh nghiệm của mục sư Paul Su, cách mục sư giao giảng tin lành, cách mục sư tiếp cận nhiều quốc gia thông qua giảng đọc sướng Gracias và hội thánh Cang Nam. Nên quý vị hãy tham dự chương trình và chuẩn bị nhận lấy ngôi lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, cuộc sống của quý vị sẽ được thay đổi đời đời. Chúc phước cho quý vị.